ก็พบกันอีกทางผู้ชมทางข้าพเจ้าเองกับพยายามเอาข่าวของเวียดนามเสรีประชาธิปไตยมาออกในรายการของพวกเขาทางผู้ชมเพราะยังเพราะว่าก็มีคนเวียดนามข้าเจ้าก็ได้ติดตามรายการของพวกเขาเช่นเดียวกันและจะเป็นพวกเวียดนามที่อยู่ในลาวก็เช่นเดียวกันก็ให้เพื่อนได้ฟังว่าทางข่าวทางเวียดนามเสรีเพิ่นเว้าแนวใดแดอย่างสั้นทานผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ก็บ่เป็นหยังทานผู้ชมกับทางข้าพเจ้าเองก็อยากออกมาแนะนําให้พวกท่านได้รับรู้เสียก่อนว่าในรายการต่อไปนี้เป็นรายการของพวกพี่น้องชาวเวียดนามเสรีประชาธิปไตยโฮมเบสเมนต์อยู่ที่วอชิงตันดีซีเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเข้าใจเสียก่อนจังไหนพี่น้องพัดสิบ่เข้าใจสิเข้าใจผิดให้แก่ข้าพเจ้าพัดสิบ่แม่นอันนี้แม่นเวียดนามประชาธิปไตยท่านผู้ชมเพิ่นเว้าในใดแดอีสังต่างๆก็ฟังพร้อมกันท่านผู้ชมบางทีเพิ่นก็สิมาเว้าเรื่องพวกเวียดนามที่เป็นประธานของทางธนาคารของเวียดนามที่จะมาเอาวัดอันนั้นมาเอาพระเก่าแก่ของวัดองค์ตื้อพวกเขาก็อาจเปลี่ยนไปได้พี่น้องฟังร่วมกันท่านผู้ชมสงนอยกาโทนลางคือดงสงคู่ให้ลูกนี้ตึงตึงใจสามเช่นดึกเวตึกขับบนฟุ้งใจตันคุ้มเทเซยเฮ้ยนิ่งเงยก้อนหัวแม่เวียดนามให้จังควยเงยตึงเลิกสองแจงดาวตัวจานจานตึบุงดงเอาปาลิงจานเดตันงาโซปักกิ่งจานควรเวียดโบทันมักเลตันแต่งnền dân chủ, tiếng nói của những người vận động dân chủ hóa Việt Nam phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Chương trình mới hàng tuần phát thanh vào 6:30 chiều thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, sau đó được phát lại liên tục 24 giờ vào các ngày trong tuần trên các website Cao Trào Nhân Bản tại địa chỉ www.caotraonhanban.org. Tập hợp vì nền dân chủ tại địa chỉ www.thvndc.com và Align for Democracy tại địa chỉ www.alignfordemocracy.org. Sau đây là phần đầu chương trình phát thanh tuần lễ từ 31 tháng Giêng đến 6 tháng 2, 2015. Trước tiên là các tin liên quan đến Việt Nam, sau đó phần nhận định thời sự là bài 20 năm Việt Mỹ và hai lần bị bỏ rơi của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Mời quý vị nghe sau đây bản tin do Thu Ân, Trọng Khiêm, Minh Nhân, Lê Phong và Quỳnh Nga trình bày. Hoa Kỳ muốn là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tin BBC ngày 26 tháng Giêng, ông Ted Osius, đại sứ Mỹ mới nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, đã nhắc tới tham vọng về việc Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong những năm tới, một cựu thứ trưởng ngoại giao nói với BBC tiếng Việt. Bởi vì hiện nay, buôn bán hàng năm với Hoa Kỳ mới chỉ đạt 30 tỷ đô la, còn những nước khác đã lên đến 50-60 tỷ đô la. Và nếu Hoa Kỳ muốn đứng số 1, vượt hơn thế là điều rất đáng chú ý. Ông Lê Văn Bàng cho biết sau hội nghị thảo luận 20 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 26 tháng Giêng. Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói để cân bằng trong khu vực châu Á, Hoa Kỳ còn phải làm nhiều điều nữa, chẳng hạn như hợp tác phát triển với các nước quan trọng hơn trong khu vực như Nhật Bản hay những nước khác, còn Việt Nam chỉ là nước nhỏ thôi. Trả lời câu hỏi về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trong hội thảo nói, Việt Nam tin rằng sự can thiệp sâu hơn của Mỹ sẽ có lợi cho toàn khu vực. Có phải là ý Việt Nam muốn Hoa Kỳ cân bằng lại ảnh hưởng của Trung Quốc? Ông Bàng trả lời.
Tôi không đồng ý cách nói như thế, mà tôi cho rằng nếu Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện và hoạt động của mình ở châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ với những nước khác ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ đảm bảo cho quyền lợi của Hoa Kỳ ở khu vực này tốt hơn. Điều đó cũng có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực này. Việt Nam cũng được lợi hơn rất nhiều theo vị cựu quan chức ngoại giao khi hợp tác với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, môi trường, cứu hộ thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và nghiên cứu khoa học. Thông cảm vượt qua khác biệt. Một trong các điểm nổi bật so với những cuộc hội thảo quan hệ Mỹ-Việt khác, theo ông Bàng, là hai bên đã hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn để thúc đẩy mối quan hệ này phát triển hơn. Quan chức ngoại giao của hai bên khi nói đến những khác biệt đã gần hơn, thân thiết hơn, không như trước đây khi nói đến những vấn đề chạm đến tự ái dân tộc. Chẳng hạn như hội chứng chiến tranh Việt Nam ở Mỹ đã có những ý kiến khó chịu. Nay thì không còn nữa rồi, chúng tôi cùng nói với nhau, cùng cố gắng để vượt qua hội chứng đó, để quan hệ tương lai được tốt đẹp hơn. Những khác biệt còn tồn tại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, theo ông Lê Văn Bàng, là khác biệt văn hóa hay khác biệt về tiêu chuẩn trong dân chủ, nhân quyền. Và phía Việt Nam cũng tỏ ra không hài lòng trong việc Hoa Kỳ áp giá cao lên các sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Toàn văn phát biểu của ông Ted Osius đang trên trang chính thức của Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân hội thảo quốc tế về 20 năm quan hệ song phương giữa hai nước có đoạn viết như sau. Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng, chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền. Ông Puneet Chawla, trợ lý ngoại trưởng, phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự, cũng nói tại Học viện Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng Giêng rằng 2015 là năm mang tính lịch sử, đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Ông nói hoạt động hợp tác an ninh giữa hai nước đã bắt đầu mang lại nhiều thành quả, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Đề cập đến căng thẳng trên Biển Đông, ông cho biết Washington tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của khối ASEAN nhằm giải quyết mâu thuẫn, trong đó gồm có việc đi đến bộ quy tắc ứng xử. Ông nói, chúng tôi không hề do dự bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng với các cấp cao nhất, trong đó bao gồm các lãnh đạo Trung Quốc. Hội thảo quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 20 năm thành công hơn nữa, do Học viện Ngoại giao Việt Nam cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ và Đại học Portland, Hoa Kỳ tổ chức. Mỹ-Ấn kêu gọi bảo đảm tự do lưu thông tại Biển Đông. Tin AFI ngày 27 tháng Giêng, trong một bản tuyên bố chung kết thúc chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo hai nước nhận định tầm quan trọng an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bắc Kinh phản ứng tức khắc kêu gọi New Delhi đừng rơi vào bẫy của Washington. Trong bài diễn văn đọc ngày 27 tháng Giêng năm 2015 tại New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Hoa Kỳ hoan nghênh vai trò lớn mạnh của Ấn Độ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà quyền tự do lưu thông phải được duy trì, mọi xung khắc phải được giải quyết ôn hòa, không sử dụng vũ lực. Lời tuyên bố này có cùng nội dung với bản tuyên bố chung công bố hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng, sau những cuộc thảo luận song phương giữa lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Ấn Narendra Modi, một nhân vật có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn là các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Theo AFP, sự kiện Tổng thống Obama cùng Thủ tướng Modi khẳng định quyền tự do giao thông trên biển và trên không, đặc biệt là tại Biển Đông, cho thấy Hoa Kỳ kỳ vọng vào Ấn Độ đóng vai trò chủ động hơn để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong bối cảnh Bắc Kinh đang lấn chiếm vùng biển Đông Nam Á và có ý đồ thành lập vùng nhận dạng phòng không tại đây, Hoa Lục đã lập tức phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng
Mỹ và Ấn Độ không nên lo xa, vì giao thông trong biển Nam Hải vẫn ổn định, và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết song phương bằng tham khảo ý kiến. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc để cho báo chí của Đảng nhiệm vụ công kích trong một bài bình luận Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi New Delhi đừng rơi vào âm mưu của Hoa Kỳ trong chiến lược chuyển trục, lôi kéo Ấn Độ vào liên minh bảo vệ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đem lợi nhuận kinh tế ra để chiêu dụ Ấn Độ với lời kêu gọi nâng cao quan hệ chiến lược, kể cả trợ giúp có điều kiện trong vấn đề hạt nhân. Từ Mỹ trở về Việt Nam, blogger Đoan Trang bị giữ và được tự do. Tin Arafa 27 tháng Giêng 2015. Ít nhất hai nguồn tin khác nhau cho Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do biết sáng hôm 27 tháng Giêng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho blogger Đoan Trang. Blogger Đoan Trang tên thật là Phạm Đoan Trang, năm nay 37 tuổi, bị an ninh giữ lại ở phi trường từ hôm trước, ngay sau khi cô từ Philippines về lại Việt Nam. Không chỉ là một blogger nổi tiếng, cô còn là một trong những người đóng góp tích cực trong tổ chức mạng lưới blogger Việt Nam, tổ chức được dư luận trong và ngoài nước biết đến qua bản tuyên bố chống điều luật hình sự 258 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, được dùng để bắt bỏ tù những người sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để thông tin hoặc phát biểu ý kiến khác với quan điểm của nhà cầm quyền Cộng sản. Sau khi mạng lưới blogger Việt Nam ra đời, cô và một số thành viên khác tới dự các khóa thảo luận về xã hội dân sự tại Philippines. Đầu năm ngoái, cô cùng một phái đoàn gồm thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Dân Làm Báo, Nô U Việt Nam, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và một số các hội đoàn khác tới Mỹ và một số quốc gia thăm viếng một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, dẫn động dân chủ hóa Việt Nam. Sau đó được Đại học University of Southern California tặng một học bổng nghiên cứu 10 tháng. Hết hạn, cô quay lại Philippines để trở về Việt Nam thì lại gặp rắc rối. Cô Đoan Trang từng là phóng viên của báo Tuần Việt Nam, một bộ phận của báo điện tử Vietnamnet. Vì cô viết blog trình bày những suy nghĩ riêng về các vấn đề thời sự nên đã bị ép phải nghỉ việc ở đây. Những người theo sát tình hình Việt Nam đều biết đây không phải là lần đầu tiên blogger Đoan Trang gặp khó khăn. Hồi năm 2009, cô từng bị bắt ít ngày và sau đó cô cho biết phía chính quyền hiểu lầm là cô tham gia in ấn và phát tán các áo thun quảng bá Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và chống khai thác bauxit ở vùng Tây Nguyên. Bản tuyên bố hôm 20 tháng 7 2013 của mạng lưới blogger Việt Nam với chữ ký của hơn 100 thành viên chống điều luật 258 của Bộ Luật Hình Sự Cộng sản Việt Nam gây tiếng vang lớn đối với dư luận quốc tế. Bản tuyên bố này được gửi cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ trên thế giới quan tâm đến tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Có thể ở lại Mỹ, Đoan Trang vẫn trở về Việt Nam. Tin BBC 28 tháng Giêng, blogger và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang về Việt Nam để có những trải nghiệm trong thời điểm mà xã hội Việt Nam có nhiều biến động. Cô nói với BBC một ngày sau khi về đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Phạm Đoan Trang, thường được gọi là Đoan Trang, về lại Việt Nam sau khi hoàn tất chương trình học về chính sách công bằng học bổng tại Đại học Nam California ở Hoa Kỳ. Việt Nam càng nhiều biến động gay gắt, càng nhiều mâu thuẫn, càng nhiều bi kịch xã hội thì càng có nhiều chuyện hay để viết, cô giải thích. Vì có suy nghĩ ấy nên em luôn muốn về Việt Nam. Đoan Trang cũng nói là cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc trở về Việt Nam. Em cũng có thể ở lại Mỹ được, cô nói. Em có cơ hội gia hạn visa, có thể ở lại lâu dài cũng được. Ở Mỹ, có sự tự do rất lớn là điều em rất thèm muốn, nhưng cuối cùng, cảm giác muốn sống, muốn trải nghiệm, được viết ở Việt Nam lại lớn hơn, cô nói thêm. Khi được hỏi có chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn trước mắt hay không, Đoan Trang nói cô sẽ cố gắng sống bình thường như mọi người bình thường, mặc dù điều đó khó thực hiện ở một xã hội vào thời điểm này ở Việt Nam. Cô cũng cho biết thời gian học ở Mỹ đã giúp cô mở mang rất nhiều và biết thêm nhiều về thế giới. Cô cũng nhận xét
nước Mỹ là một thế giới trái ngược hẳn ở Việt Nam. Nước Mỹ quá phồn vinh và quá tôn trọng nhân quyền. Cảnh sát được huấn luyện để bảo vệ hiến pháp, bảo vệ nhân quyền. Quan niệm của họ là luật pháp là công cụ bảo vệ tự do cho con người, chứ không phải công cụ bảo vệ chế độ, cô nói. Từ đó, cô chiêm nghiệm ra rằng ai yêu Việt Nam là yêu thật, vì sống ở Việt Nam có nhiều bức bối, ức chế hơn, cô nói. Khi được hỏi cô dự định sẽ có những việc làm gì để đóng góp cho đất nước, blogger Đoan Trang nói, cố gắng, làm được gì thì làm, khi tâm niệm trong đầu mong muốn có sự thay đổi những vấn đề còn tồn đọng, thì cứ nghĩ nhiều về nó, sẽ tìm ra cách thôi. Mỹ quan ngại về tự do báo chí tại Trung Quốc. Tin RFI ngày 28 tháng Giêng, Washington lại tỏ quan ngại về tự do báo chí tại Trung Quốc. Hôm 28 tháng Giêng, tại Bắc Kinh, quan chức ngoại giao cao cấp Mỹ cho biết một số hãng thông tấn của Mỹ đang bị gây khó dễ vì đưa những thông tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nhạy cảm. Trên trạng công du ba nước châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã tuyên bố với các nhà báo tại Bắc Kinh rằng Washington tỏ quan ngại về vấn đề tự do báo chí, về điều kiện sinh hoạt, lưu trú và quy chế của các nhà báo tại Trung Quốc. Washington đã từng chỉ trích gay gắt Trung Quốc trong vụ không gia hạn giấy phép lưu trú cho các phóng viên thường trú của báo New York Times và Bloomberg. Sự việc trên được Washington coi như là hành động trả đũa của Bắc Kinh vì các báo trên đã đăng những bài điều tra về khối tài sản kếch sù của gia đình nhiều lãnh đạo Trung Quốc. Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ còn ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa ra những biện pháp trả đũa không cấp visa vào Mỹ cho nhân viên và lãnh đạo các cơ quan truyền thông Trung Quốc. Với Bắc Kinh, phê phán chỉ trích lãnh đạo của họ là vấn đề rất nhạy cảm. Ở trong nước, các thông tin kiểu như vậy bị kiểm soát chặt chẽ. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có ý nói rằng những cơ quan báo chí Mỹ tự mình cũng phải hiểu vì sao không được cấp visa vào Trung Quốc. Campuchia trục xuất người thượng về Việt Nam. Tin RFI 27 tháng Giêng. Theo trang mạng worldbulletin.net, ấn bản ngày 27 tháng Giêng 2015, Phnom Penh có thể đã trục xuất về nước một nhóm người thượng Việt Nam sang Campuchia tị nạn vì cho rằng những người này không bị đàn áp tôn giáo. Phnom Penh Post cho biết 8 người thuộc sắc tộc Gia Rai đã bị bắt và được trao trả cho chính quyền Việt Nam vào ngày 24 tháng Giêng dương lịch, sau khi họ vượt biên sang Campuchia với lý do là để tìm người thân. Phnom Penh Post dẫn thông báo trên trang mạng của cảnh sát Campuchia, nhóm người này có độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi. Theo thông cáo của cảnh sát trưởng Ratanakiri là tỉnh biên giới với Việt Nam, thì nhóm người trên không phải là những người thượng chạy tị nạn. Họ gặp người thân ở biên giới, uống rượu say xỉn, không biết đường về nhà. Đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Campuchia thì vẫn coi những người vừa bị trục xuất hồi cuối tuần qua là những người thượng muốn xin tị nạn. Cơ quan này đã yêu cầu chính quyền cho biết hoàn cảnh cụ thể của vụ trục xuất nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Gần đây, có nhiều nhóm người thuộc sắc tộc thiểu số, theo Thiên Chúa Giáo, ở cao nguyên trung phần Việt Nam, bỏ chạy sang Campuchia xin tị nạn với lý do bị trấn áp tôn giáo. Hồi tháng 11 năm ngoái, một nhóm 13 người thượng sắc tộc Gia Rai đã chạy sang tỉnh Ratanakiri. Sợ chính quyền Campuchia trả về nước, họ đã trốn trong rừng rậm nhiều ngày trước khi liên hệ được với cơ quan Liên Hiệp Quốc để xin tị nạn. Hiện những người này đang chờ được cơ quan di trú Campuchia xét đơn xin tị nạn. Gần đây nhất là trong tháng Giêng này, một nhóm hơn chục người thượng cũng chạy sang Campuchia và hiện đang trốn trong các khu rừng của tỉnh Ratanakiri, tránh sự truy lùng của cảnh sát địa phương để tìm cách liên lạc với nhân viên Liên Hiệp Quốc nhờ can thiệp xin tị nạn. Việt Nam cần chấm dứt bạo lực nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền. Tin XRW ngày 26 tháng Giêng, New York. Hôm 26 tháng Giêng,
tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức chấm dứt bạo lực nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền. Trong tháng giêng năm 2015, các blogger hàng đầu đã bị công an mặc thường phục, áp chế và đánh đập. Tổ chức theo dõi nhân quyền tuyên bố rằng các vụ tấn công đó đã vi phạm các quyền cơ bản và phải truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân tham gia vào các vụ tấn công nói trên, nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các bloggers về những hành vi bạo lực, đe dọa và sách nhiễu của họ. Có những câu hỏi nghiêm túc được đặt ra khiến chính quyền Việt Nam phải trả lời. Ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, có phải giờ đây chính quyền có chính sách đưa côn đồ đi cùng với công an để trừng phạt những người không lập tức tuân lệnh họ? Ngày 21 tháng Giêng, một nhóm 12 nhà hoạt động nhân quyền và bloggers đi từ Hà Nội xuống Thái Bình để thăm ông Trần Anh Kim, một tù nhân chính trị mới được thả ngày 7 tháng Giêng sau khi mãn hạn 5 năm 6 tháng tù vì bị cho là có liên hệ với một đảng chính trị bị chính quyền cấm. Những người đi thăm gồm có nhà điện vật lý Nguyễn Thanh Giang, nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, cựu biên tập viên Nguyễn Lê Hùng, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình, các blogger Nguyễn Tần Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh, và các nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà, Bạch Hồng Quyền và Ngô Duy Quyền. Ngay sau khi những người đến thăm vừa rời nhà Trần Anh Kim, xe của họ bị ba công an phường Trần Hưng Đạo, nơi ông Kim sống, chặn lại. Ba người này yêu cầu mọi người về công an phường. Khi họ từ chối với lý do không làm gì sai trái, một nhóm côn đồ rõ ràng có biểu hiện đang phối hợp với công an lên xe và tấn công họ. Blogger nổi tiếng JB Nguyễn Hữu Vinh bị lôi khỏi xe, đánh đập và gây thương tích. Khi đến công an phường, ông nhổ ra máu. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi bị vỡ kính. Những người khác như Nguyễn Tường Thụy, Trần Thị Nga, Ngô Duy Quyền, Bạch Hồng Quyền và Trương Minh Tam cũng bị đánh đập. Việc chính quyền rõ ràng đã sử dụng côn đồ để tấn công những người vận động nhân quyền đang gia tăng ở Việt Nam. Chỉ ba ngày trước khi xảy ra vụ ở Thái Bình, nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Hồng Quang, mục sư của một nhánh Tin Lành Mennonite độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh, bị những kẻ côn đồ lạ mặt tấn công. Chính quyền không có lý do gì để sử dụng côn đồ đe dọa và đánh đập những người lên tiếng phê bình ôn hòa. Ông Adams nói, bất chấp những hành vi hành hung, sách nhiễu và bỏ tù, các nhà hoạt động và blogger vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng. Họ xứng đáng và cần được quốc tế ủng hộ. Ông lớn nhà băng Việt Toan đoạt từ Phật cổ của Lào từ Nà La Pha ngày 15 tháng Giêng 2015, như việc đứng đầu một ngân hàng lớn Việt Nam đã dùng thế lực đồng tiền ra tay đoạt một tượng Phật cổ 500 năm của Lào định đem về nước nhưng đã buộc phải trả lại sau 5 giờ đồng hồ. Nguồn tin cho biết vào năm ngoái, ông Trần Bắc Hà, tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tiếng Anh là John Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, gọi tắt là BIDV, có trụ sở trung ương tại Hà Nội, đã viếng chùa Ông Thuê tại làng Mi Sai gần sông Mekong ở thủ phủ quận Chantaburi, bên Lào, cùng đi với ông có Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam. BIDV là ngân hàng Việt Nam và cũng là chủ nhân của ngân hàng liên doanh Lào Việt, gọi tắt là LVB, một ngân hàng thương mại lớn tại Lào. Chính trong lần thăm chùa Ông Tuê này, ông lớn của BIDV đã tỏ ý muốn mua pho tượng Phật cổ 500 năm được tôn thờ ở đây. Sau khi trở về Việt Nam, ông Trần Bắc Hà đã gửi thơ cho vị trụ trì của chùa chính thức đề nghị mua pho tượng. Vị trụ trì đồng ý, nhưng một nhà sư khác là một người giảng dạy tại một học hiệu Phật giáo tại Vạn Tượng đã báo cho Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, cũng như các giới chức cao cấp tại chùa Sisahet, ngôi chùa cổ nhất tại Vạn Tượng còn tồn tại tới nay. Ban tôn giáo của Bộ chuyển nội vụ sang ban di sản và đến đây cho biết pho tượng đã được ghi trong danh sách di sản quốc gia, không thể mang ra khỏi nước Lào. Tuy vậy, ông Trần Bắc Hà vẫn muốn làm chủ pho tượng đó. Vào tháng 7 năm ngoái, ông Trần đã viếng chùa Ông Thuê và cúng 10.000 đô la cho tổ chức và học Lào, tiếng Anh là Lao Buddhist Fellowship Organization.
Thái độ lấy của mua Phật quá lộ liễu của ông Trần khiến dư luận Lào bất bình. Họ nghĩ rằng người Việt tới nước họ giờ muốn lấy gì thì cứ lấy. Bất chấp tình cảm chống đối tại Lào, ngày 9 tháng Giêng 2015, một số nhân viên BIDV tới chỗ ông Tuệ lấy pho tượng Malasetrap trở đi như một món đồ vật, không cần ghi lễ tối thiểu dành cho một pho tượng đã được sùng kính trong năm thế kỷ. Dẫn theo RFA, nguồn tin từ Bộ Thông tin Lào cho biết bộ giới chức cao cấp trong chính phủ đã đồng ý cho ông Trần pho tượng vì ngân hàng của ông kinh doanh tại Lào và là đối tác của liên doanh LVB. Vì nội vụ vỡ lở, một số người đã chứng kiến phong cách thiếu tôn kính trong khi pho tượng bị lấy đi. Tổng trưởng Thông tin Lào đã ra lệnh cho các nhân viên nhà báo Nam trả lại pho tượng cho chùa ông Tuệ 5 tiếng đồng hồ sau khi pho tượng này bị lấy đi. Báo Trung Quốc cho biết Thủ tướng Việt Nam nhắm ghế Tổng Bí thư. Tin VOA 27 tháng Giêng 2015. Một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đăng bài bình luận cho rằng 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam trong khi chuẩn bị cho Đại hội thứ 12 với việc bầu ban lãnh đạo chóp bu mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết hôm 25 tháng Giêng, tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để khống chế sự lớn mạnh của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và rằng trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 ở Việt Nam. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ về tờ báo mà ông cho là phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, theo như họ tự giới thiệu, thì nó là tờ báo con của báo Nhân dân. Những tin gì mà nó không đăng được trên Nhân dân Nhật báo thì nó đăng ở trên Hoàn Cầu Thời báo. Ví dụ, chẳng hạn, trên tờ Nhân dân Nhật báo thì nó không bao giờ phê phán, chửi bới Việt Nam cả. Nhưng mà tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nó đăng, nó chửi mình, công kích mình, chả nề gì mình cả, coi như phát biểu chính thức của Trung Quốc rồi đấy. Trong khi đó, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook, nếu đúng báo Hoàn Cầu viết như trích dẫn, thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ dưới quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh chăng? Giọng điệu của báo Hoàn Cầu thể hiện điều đó. Làm sao chơi với Mỹ mà không mất lòng Trung Quốc? Trong một bài viết hôm 26 tháng Giêng, tờ Giáo dục Việt Nam nói rằng cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tung tin thất thiệt, kích động chia rẽ, cố gắng tìm cách gây nhiễu loạn nội bộ tại Việt Nam. Tờ báo viết chưa thấy Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam chỗ nào, như thời báo Hoàn Cầu tuyên truyền. Những tờ báo này thả bom gây rối dư luận nội bộ Việt Nam để phục vụ mưu đồ đen tối, đã rõ như ban ngày. Trong một bài phân tích công bố mới đây, chuyên gia về tình hình Việt Nam, Carl Fayer, cũng đã nhắc tới những đồn đoán ở trong nước về việc ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng Bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài bình luận của Hoàn Cầu Thời báo được đăng tải đúng vào ngày diễn ra hội thảo quy mô nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam. Một người tham gia buổi hội thảo này, tiến sĩ Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với Hoa Việt ngữ rằng xu hướng phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tương đối rõ ràng và sáng sủa. Có hai lĩnh vực mà ông Lợi cho rằng phát triển nhanh thời gian qua giữa hai nước là thương mại và quốc phòng. Khi được hỏi rằng liệu có phải những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ thời gian qua của Trung Quốc đã đẩy Việt Nam xích lại gần Mỹ, ông Lợi nói.
qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, rồi qua nhiều bình luận khác nhau, thì chuyện đó cũng tương đối rõ. Nhưng mà điều cơ bản nhất của Việt Nam là làm sao để vừa chơi được với Mỹ mà lại không làm mất lòng Trung Quốc. Đó là một bài toán khó của Việt Nam. Chắc chắn đó là một phương châm chung để giữ môi trường ổn định. Đó là mục tiêu quan trọng bậc nhất. Chơi với Mỹ mà lại làm cho tình hình căng thẳng hơn thì có lẽ phải xem xét một cách cẩn thận. Nếu mà không chơi với Mỹ mà vấn đề ở Biển Đông lại căng thẳng hơn thì cũng là một vấn đề khó. Phương châm là thế nhưng phải linh hoạt trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể. Trong tháng qua, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc sau khi ông sạc một nhà thầu Trung Quốc vì đã xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô Việt Nam. Sau đó, báo Giao thông Vận tải của Việt Nam đã lên án tờ báo Trung Quốc chính trị hóa và thổi phồng vụ việc. Cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngại, ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bạn cũ. Nhưng cánh chim mịt mùng bạc gió, vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ khuất xa xôi nghìn phương. Trên đường thả hương vui gió sương, riêng lòng ta mang nỗi nhớ âm thầm thương tiếc cho ngày về. Tìm lại đường tơ nay đã dứt, nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người lạc bước. Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngại, ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạc gió, vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ khuất xa xôi nghìn phương. Trên đường thả hương vui gió sương, riêng lòng ta mang nỗi nhớ âm thầm thương tiếc cho ngày về.
tìm lại đường tơ nay đã dứt. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió như tiếng tơ lòng người lạc bước. Nhớ chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Nhớ chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Nhận định thời sự 20 năm Việt Mỹ và hai lần bị bỏ rơi. Thưa quý thính giả, một cuộc hội thảo về quan hệ bang giao Việt Mỹ mới diễn ra tại Hà Nội, và 2015 cũng là năm kỷ niệm 20 năm Mỹ Việt bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mời quý thính giả nghe sau đây bài 20 năm Việt Mỹ và hai lần bị bỏ rơi của tiến sĩ Phạm Chí Dũng gửi cho BBC từ Sài Gòn, sau khi đã rút gọn một phần qua giọng đọc của Thu Ân và Trọng Khiêm. Thời gian thấm thoát đã 20 năm từ ngày hai cựu thù khép lại quá khứ vào năm 1995. Đại sứ Pete Peterson bước vào gian phòng hội thảo quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ 20 năm thành công hơn nữa, trở lại bắt tay cựu đại sứ Lê Văn Bạc với những lời lẽ xã giao dường như lặp lại thời hai người còn trong vai diễn ở hai bờ đối lập. Trong góc phòng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc mang dáng vẻ đường bệ giữa phát ngôn đắc thắng bất thường về cam kết của cả Việt Nam và Hoa Kỳ về việc hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong năm nay. Một lần nữa, tính từ năm 2013, giới quan chức lãnh đạo vừa bợp chợp và vừa chuộng thành tích của Bộ Ngoại giao Việt Nam lại áp dụng từ cam kết như một thái độ vừa thúc giục vừa áp đặt đối với người Mỹ. Trong khi đó, Washington vẫn giữ nguyên khí chất người Mỹ trầm lặng, hầu như chỉ thể hiện từ ngữ có thể, cố gắng, chứ chưa bao giờ can đảm đến mức cam kết với chính quyền Việt Nam về Hiệp ước TPP. Đại sứ Ted Osius là một ví dụ. Trong các cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam ở Hà Nội, họ báo ở Sài Gòn và ngay tại cuộc hội thảo 20 năm bình thường hóa Việt Mỹ, vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn luôn giữ vẻ thận trọng, không kiểu cách, chưa bao giờ trên môi ông hiện ra từ cam kết. Ngay cả cho năm 2015 kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, quyền đàm phán nhanh còn chưa được Quốc hội Hoa Kỳ dành cho chính phủ nước này. Mà nếu không được có từ thứ quyền thiết yếu đó, chính phủ Mỹ dù có hảo tâm đến mấy cũng sẽ không thể nào thông qua TPP cho Việt Nam được. Chẳng cần ai phải thức nữa, hội thảo quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 20 năm thành công hơn nữa có thể được xem là một sự kiện chính trị không tuyên bố trước và đượm diễn biến hòa bình. Hội thảo này lại diễn ra sau cuộc họp báo có vẻ đặc biệt của tân đại sứ Ted Osius tại Sài Gòn và thái độ lạc quan về TPP của ông. Hội thảo này cũng chỉ diễn ra vài ngày sau khi Đài truyền hình Việt Nam lần đầu tiên cho chiếu một bộ phim thời sự về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, mà chắc chắn phải được sự chuẩn y của Ban tuyên giáo Trung ương. Những thước phim dù thật ngắn ngủi về hải chiến Hoàng Sa lại phác họa cả chiều dài 20 năm so đo lận đận Việt-Mỹ. 8 năm trước, vào thời mà Việt Nam cầu cạnh để trở thành hội viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới, đã chẳng hề có sự ghi dấu bóng dáng nào dành cho kẻ bại trận ở Hoàng Sa. Khoảng 15 năm trước, khi xúc tiến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1975, có 1 triệu người vui nhưng cũng có 1 triệu người buồn, còn bị giới chuyên chính đảng ghi hồ sơ như một sự lệch lạc trầm trọng về quan điểm vô sản. Nhưng giờ đây, tâm trạng chiến thắng đã bị lu mờ đến thảm hại. 20 năm bình thường hóa Việt-Mỹ cũng vì thế đang trôi dạt sang một dòng sông khác,
khác hẳn với bầu không khí so kè từng chút giữa Pete Peterson và Lê Văn Bàng vào thời kỳ hậu đổi mới của Việt Nam. Cuối năm 2014, cũng là thời điểm mà Hà Nội rất có thể đã lên cơn sốc ý thức hệ, khi cả hai nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Cuba đồng loạt lên truyền hình tuyên bố về sự khởi đầu cho công cuộc bình thường hóa giữa hai quốc gia chỉ cách nhau 90 dặm biển. Chủ thuyết Việt Nam và Cuba cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thời Dĩ Vãng hóa ra lại có ý nghĩa chưa từng thấy trong hiện tình. Bây giờ chẳng cần ai phải thức nữa. Hai lời bị bỏ rơi. Bộ Chính trị Hà Nội đang đứng trước tâm trạng của kẻ bị bỏ rơi hai lần liên tiếp. Một từ người đồng chí phương Bắc, giờ thứ đến bởi người anh em ở Tây Bán Cầu. Rõ ràng hoàn cảnh đã khác xưa quá nhiều. Nếu ngay cả người bảo thủ nhất trong đảng cũng phải dao động thì có thể hình dung ra tư thế đu dây đã trao nghiêng đến thế nào. Ván bài còn lại chỉ phụ thuộc vào tâm thế ngổn ngang và tràn phân hóa của giới lãnh đạo Việt Nam. Họ sẽ vừa đấu tranh vừa tranh thủ tiềm lực kinh tế Mỹ để xuất siêu và nhận đầu tư nước ngoài kiều hối như hai chục năm qua, hay sẽ phải quỵ một gối để thực sự cầu cạnh sức mạnh quân sự Hoa Kỳ trong vai trò lớn hơn để bảo vệ Biển Đông. Phương trình 40 năm thống nhất đất nước và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ cũng vì thế mang nhiều hòa Mỹ khó hiểu hơn. Nếu không thể kỷ niệm với người Mỹ theo cái cách đầy Mỹ từ khoa trương như trước đây, làm thế nào để chính quyền Cộng sản Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ có thể ôm hôn nhau như một cặp tình nhân chung thủy đích thực? Sau đối tác toàn diện vừa được xác lập nhưng chưa đi tới đâu, đối tác chiến lược đang là cụm từ thời thượng trong giới ngoại giao Việt Nam. Hội thảo 20 năm Việt Mỹ thành công ở Hà Nội có lẽ chỉ là một động tác thăm dò trở lại, và sự trở lại của cựu đại sứ Pete Peterson cũng chỉ có lẽ là những bước nhấp đầu tiên về hướng một Hà Nội chưa mấy ngoan ngoãn của ông già tục tính. Vừa rồi là phần đầu chương trình phát thanh hàng tuần của Đài Tập hợp Vì nền Dân chủ. Tuần lễ từ 31 tháng Giêng đến 6 tháng 2, 2015. Kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ nhì chương trình phát thanh tuần này. Hãy đứng lên, thiên ngang đi tới trước quân thù nào
thành.